cuộc sống địa ngục của người nếm thức ăn hàng ngày cho chùm phát xít Hitler. Cùng với 15 đồng nghiệp khác, trở thành người nếm thức ăn cho chùm phát xít Hitler khi bà 25 tuổi, bà có nhiệm vụ hàng ngày là thử đồ ăn của Hitler để đảm bảo nó không có độc, chủ yếu là rau củ quả, vì quốc trưởng Đức ăn chay trong thời chiến tranh thế giới thứ hai. Bà và những người khác như sống trong địa ngục, mỗi ngày phải sống trong nỗi sợ hãi vì công việc của họ là phải thí mạng kiểm tra các loại thức ăn trước khi dân cho chùm Hitler dùng. Hitler tên đầy đủ là Adolf Hitler, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1889 làng Ransofen, một ngôi làng được sáp nhập vào năm 1938 với thành phố Braunau am Inn, đế quốc Áo Hung. Hitler là người con thứ tư trong gia đình 6 người con. Cha ông là một viên chức hải quan, còn mẹ ông là một người phụ nữ gốc Áo. Thời thơ ấu, Hitler là một cậu bé ốm yếu và rất mực được mẹ cưng chiều. Còn cha của Hitler lại là một người khá chuyên quyền, nóng tính và giáo dục con bằng đòn roi. Năm 11 tuổi, Hitler được cha gửi đến một trường trung lập ở Linz, với mong muốn Hitler sẽ trở thành một công chức. Tuy nhiên, Hitler đã chống đối lại ý tưởng này, trở thành một kẻ chán nản học hành với điểm số cực kỳ tệ hại. Nhưng thế giới đã không quên ông đã châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ hai. Với sự lãnh đạo của Hitler, Đức Quốc xã ngày càng hung hăng và đòi hỏi về lãnh thổ. Lần lượt vào các năm 1938 và 1939 quốc xã xâm chiếm Áo rồi đến tiếp khắc. Tháng 9 năm 1939, Đức đã tiến hành xâm lược Ba Lan. Sự kiện này đã châm ngòi thế chiến thứ hai khiến Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. Cuộc chiến trở nên thảm khốc và ác liệt hơn với sự đối đầu giữa hai phe. Phe đồng minh bao gồm Anh, Liên Xô và Mỹ, còn phe trục phát xít là sự tham gia của Đức, Ý và Nhật Bản. Đến tận bây giờ, thế chiến hai vẫn là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất với cái chết của hơn 70 triệu người. Cuộc sống của chùm phát xít Hitler khiến nhiều người tò mò tìm hiểu. Trong số này, chuyện ăn uống hàng ngày của nhà độc tài được hé lộ qua lời kể lại của bà Margot Work. Đã hàng chục năm trôi qua kể từ khi bà Margot Work rời xa công việc làm người thử thức ăn cho Hitler vào thời điểm Thế chiến II diễn ra. Vậy nhưng, nỗi ám ảnh về những trải nghiệm công việc vẫn cứ như bóng ma ám ảnh cuộc đời về sau của người phụ nữ này, hàng ngày và hàng giờ. Mãi đến tuổi gần đất xa trời, bà Margot mới dám kể lại những gì bản thân đã trải qua thời trẻ. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh G-Series, kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức hay trong cuộc sống của chúng ta, cũng như giúp bạn khám phá những điều kỳ thú của thế giới bao la quanh mình. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những điều hữu ích nhất. Bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận video mới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bà Margot Work, người từng phục vụ cho chùm phát xít Adolf Hitler thời Đức Quốc xã đang thống trị châu Âu, nói. Năm đó, bà Work 25 tuổi. Cùng với 15 đồng nghiệp khác, bà có nhiệm vụ hàng ngày là thử đồ ăn của Hitler để đảm bảo nó không có độc, chủ yếu là rau củ quả vì quốc trưởng Đức ăn chay trong thời chiến tranh thế giới thứ hai. Tôi là người thử thức ăn cho Hitler. Tôi là người thử thức ăn cho Hitler. Tôi là người thử thức ăn cho Hitler. Người đàn bà thử đồ ăn duy nhất còn sống, nay đã là một quả phụ hơn 100 tuổi. Chia sẻ những thời khắc đau khổ nhất cuộc đời. Bà Uốc kể rằng, tất cả 15 cô gái đều khóc sau mỗi bữa ăn vì họ biết rằng mình vẫn còn sống, bởi lúc bấy giờ đang rộ lên tin đồn người Anh luôn tìm mọi cách để đầu độc Hitler. Bà là con gái của một nhân viên đường sắt, Uốc tận hưởng một tuổi thơ đầy vui vẻ, vô lo, với những người bạn Do Thái cho đến khi Đảng Quốc xã lên nắm quyền vào năm 1933. Bà trở thành người thử thức ăn cho Hitler trong một dịp tình cờ. Vào năm 1941, sau khi căn hộ tại Berlin bị trúng bom của không quân Anh và người chồng tên K bị buộc nhập ngũ, Quốc chạy khỏi Berlin đến nương nhờ nhà mẹ ở thị trấn Pazer-TSCH thuộc Đông Phổ, giờ là Pazer-CZ, thuộc Ba Lan. Cách Berlin khoảng 643 km về phía đông, thị trấn này tình cờ lại nằm kế bên trại sói của Hitler, nơi đặt tổng hành dinh cho mặt trận phía đông. Là thành viên nhiệt thành của quốc xã, viên thị trưởng của Pazer-TSCH đã buộc Quốc trở thành người thử độc cho Hitler. Mỗi ngày, một thành viên lực lượng SS đón bà và các cô gái khác bằng xe buýt, chở họ đến một ngôi trường, nơi thức ăn đã được chuẩn bị sẵn chờ người nếm. Một số cô gái bắt đầu giàn giụa nước mắt khi bỏ thức ăn vào miệng, vì họ quá sợ hãi. Chúng tôi buộc phải ăn hết những thứ mà họ đưa. Sau đó chúng tôi đợi khoảng một giờ và mỗi lần như vậy, nỗi sợ hãi khiến chúng tôi muốn phát bệnh. Chúng tôi thường xuyên khóc ròng vì mình vẫn còn sống, Quốc nhớ lại những hồi ức kinh khủng. Một vài cô gái, vì quá sợ hãi đã bật khóc ngay khi cho muỗng thức ăn đầu tiên vào miệng. Dù vậy, chúng tôi buộc phải ăn hết toàn bộ món ăn. Sau đó, chúng tôi chờ một giờ đồng hồ và mỗi lần như vậy, chúng tôi như muốn phát điên vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, bà Margot kể lại. Nếu như may mắn vẫn bình an vô sự thì họ cũng không ngăn được bản thân khóc lóc như một chú chó vì quá đỗi vui mừng. Lúc này, tất cả các món ăn mới được mang đến cho người đứng đầu. Mặc dù bà Margot và nhiều phụ nữ khác về cơ bản là dùng bữa cùng Hitler,
nhưng họ chưa bao giờ có cơ hội gặp được người đàn ông này vì lý do an toàn. An ninh xung quanh Hitler càng được tăng cường đến mức tối đa và tuyệt đối sau vụ ám sát bất thành diễn ra vào năm 1944. Sau đó, những người thử thức ăn cho Hitler không được phép ở lại nhà riêng, mà bị yêu cầu dọn đến tòa nhà trống gần doanh trại. Tại đây, họ bị giam lỏng không khác gì thú vật. Chưa dừng lại ở đó, ngoài việc tuyển chọn người nếm thức ăn cho trùm phát xít, bọn quân sĩ này cũng lựa các cô gái xinh đẹp để ngoài việc thử thức ăn, còn là của lạ cho bọn chúng cưỡng hiếp và bà Uốc cũng là nạn nhân trong số đó. Một trong những tên bảo vệ còn bắc thang, đột nhập vào phòng Margot để cưỡng bức bà. Chưa bao giờ bà cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như vậy, nhưng không thể làm gì để thoát khỏi thực tại. Sau khi cưỡng hiếp các chị em thỏa mãn cơn khát xong, bọn lính đưa cho các cô gái một loại thuốc để họ đừng bị mang thai và tránh sự điều tra phiền toái. Cũng vì lý do này mà về sau bà Uốc mất khả năng sinh con. Ngày chiến tranh kết thúc, khi quân đội Liên Xô tấn công vào trụ sở của Hitler, bà Margot được một trung úy của Đức giúp đỡ trốn thoát khỏi tòa nhà kia trên chuyến tàu đêm đến thành phố Berlin. Mãi sau này Margot mới biết bà là người duy nhất sống sót, tất cả 14 người đồng nghiệp của bà đều bị quân địch bắn chết. Tưởng chừng có thể tận hưởng cuộc sống tự do, bà Margot không ngờ lại rơi vào một chốn địa ngục trần gian khác. Sau khi có mặt tại Berlin, bà bị quân đội Liên Xô bắt giữ trong suốt 2 tuần. Đó tiếp tục là khoảng thời gian tăm tối nhất đời Margot, khi bà lần lượt bị binh lính thay phiên nhau đánh đập và cưỡng bức, tạo nên thương tổn về mặt tinh thần lẫn sức khỏe. Sau đó, bà Margot nhận được sự giúp đỡ của một binh lính người Anh và người này ngỏ lời mời bà đến xứ sở sương mù. Bà Margot không vội nhận lời mà muốn tìm kiếm tung tích của chồng, ông K. Tưởng rằng ông K đã mất mạng trong thế chiến loạn lạc, bà không ngờ được gặp lại ông vào năm 1946, sau khi người này được thả ra từ doanh trại của binh lính Liên Xô. Vợ chồng bà Margot sống với nhau đến khi ông K qua đời vào năm 1990. Năm 2014, bà Margot qua đời. Câu chuyện của bà Margot trở thành nguồn cảm hứng cho tác giả người Ý do Celapo Storino chắp bút viết nên cuốn sách At the Winds Table, tạm dịch, Trên bàn ăn của sói. Sau khi xuất bản, cuốn sách này trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất tại châu Âu và được dịch sang tiếng Anh để có thể chạm đến được trái tim của nhiều độc giả hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay đừng quên để lại một like và nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận video mới kỳ thú hơn nữa các bạn nhé.